vai ốc gấp. Nàng vất vả lê từng bước chân của mình qua từng đụng cát lớn. Mỗi bước chân giờ đây cứ lún xuống theo thời gian, kéo theo đó là cơn đau nhức lan truyền khắp đôi chân trần. Nàng tìm đường đến rìa ngăn cách bờ và mặt nước, cố gắng giữ chặt trong tay chiếc bình với nước vơi đi một nửa bên trong, canh cánh nỗi sợ rằng, một lúc nào đó, nó sẽ trượt khỏi đôi bàn tay tê cống của nàng, rồi vỡ tan trên những tảng đá. Mặt nước tê buốt, những ngọn sóng ồ ạt phủ lên trên những ngón chân yếu ớt, gửi đến nàng những cơn rùng mình, tê tái thấu tận xương tủy. Nàng run rẩy, nghĩ rằng là do những ngọn gió lạnh giá thổi vào, nhưng thực tế, thay vào đó là các nữ yêu tinh gió. Chúng chảy lên mái tóc bằng những ngón tay nhẹ nhàng, và thầm thì những điều ngọt ngào vào bên tai, nhưng thật khó để nàng chú ý, vì lúc này mối bận tâm của nàng chỉ là những nỗi u phiền và thống khổ. Nàng gửi gắm tâm tư và hy vọng của mình vào đại dương. Chúng bay theo cùng cánh buồm thuyền trắng, và nàng tự hỏi rằng liệu một ngày nào đó, chúng có trở về, mang theo những tin tốt lành hay không. Nàng lấp đầy chiếc bình bằng nước mắt, từng giọt nhỏ chảy dài lăn trên má, chất chứa bên trong những dòng cảm xúc ngập tràn. Nàng tưởng tượng ra hình ảnh một con cá, bị bỏng lội qua những dòng nước mắt, bơi qua luồng không khí chứa của chiếc bình trống rỗng, chẳng chút ràng buộc bởi dạng chất lỏng hay khí nào cả. Six ốc cấp. Con bé ngẩn ngơ suốt con đường, cho đến khi đến nơi. Một con sông nhỏ chảy róc rách, không xa nơi vị trí mà cô đã chọn. Cô bày biện chiếc bàn cùng mấy chiếc tách trà, để chào đón những vị khách đặc biệt của mình. Đầu tiên là những người bạn trong nhà, với những đôi mắt bằng nút tròn lấp lánh, và miệng cười toe toét chỉ khâu. Kế đó, những kẻ rụt rè khác bắt đầu chui ra khỏi những hốc tối, và từ các hang cùng ngõ hẻm của khu rừng. Các vị thần gió, thần sông, từ dưới mặt nước sáng lấp lánh thủy tinh phía bên dưới, thần rừng đến từ các cây phong, cây sồi, kể cả lũ yêu tinh từ phía dưới đất, cũng chui lên. Đây vốn là những người bạn thân thiết mà cô bé đang chờ đợi, vậy nên dễ hiểu tại sao cô bé lại hết sức vui mừng, chào đón sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt này. Họ bị thu hút bởi cách nói chuyện ngây ngô của đứa trẻ, bởi lẽ tâm trí của nó chưa hề bị xiềng xích hay ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn về việc phải như thế này, phải như thế kia, và bởi những định nghĩa về việc không thể và vô lý. Chẳng hạn, ở một thế giới rất riêng và rất khác của cô bé, không còn ràng buộc nào với loài cá, rằng đây là động vật, chỉ có thể bơi lội trong dòng nước suối, không, chúng hoàn toàn có thể tự do, bay nhảy trong làn khí trong lành kia. Và tại nơi đây, tại bữa tiệc trà trong rừng của cô bé, tất cả sinh vật trong rừng đều được chào đón, cũng như những người bạn búp bê vải và thú nhồi bông của cô. Nữ hoàng tiên chợt bước ra, và đoàn tùy tùng kỳ lạ bỗng dưng bị kéo ngược trở lại. Không chút đề phòng, không chút ngờ vực, cô bé chỉ mỉm cười, rót lấy một tách trà, rồi hồn nhiên đưa cho họ, cùng với nụ cười giòn tan như mặt trời nhỏ. Seven ốc cấp. Tâm trí cô gái trẻ lúc này lạc đường trong những đám mây. Đôi mắt cô giờ đây khỏa lấp bởi những ánh sao, tinh thần bị hút dữ bởi ánh sáng huyền ảo của mặt trăng khi nàng nhìn về phía tòa lâu đài trên trời. Chẳng mấy nhận thức về vị trí đứng trên vên, nguy hiểm lúc này, có thể trong một khoảnh khắc hào hứng nào đó, cô có thể bất cẩn tiến bước và ngã từ vách núi xuống dưới vực thẳm mờ mịt sương trắng phía dưới kia. Gió thổi mạnh, bật tung phất với làn tóc và quần áo của cô trong một giai điệu đầy phấn khích. Trong lúc này, chàng trai đứng ở vị trí trông có phần an toàn hơn, với chút suy tính, hướng đôi mắt của mình về phía những tòa lâu đài tọa lạc trên những vách đá xung quanh. Có lẽ sẽ rất khó khăn để có thể đặt chân đến được nơi đó, nhưng họ hoàn toàn có thể thành công. Khát vọng của anh ta đủ mạnh để đạt được với những gì bản thân mong muốn. Nhưng cô gái kia lại hoàn toàn ngược lại. Nhìn kìa, cô la lên, trong khi ngón tay cô gái khều lấy vai của chàng trai, thôi thúc anh ta phải lắng nghe những khao khát của mình. Anh gật đầu cho có, cố gắng bác bỏ những suy nghĩ làm sao chúng ta có thể đến được thành phố đằng trời kia, và tiếp tục xem xét bản đồ mà Magician đã trao cho anh ta.